Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày Chủ nhật 23 tây tháng 4 năm 2017. Chương trình Khai Dân Trí số 123 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc, đó là Thề Chiến Thắng Quân Thù của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Chào mọi người. Rồi, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến đã trở lại diễn đàn. Đầu tiên Lisa muốn gửi tới các bạn một cái tin mà ngày hôm qua đã đưa cho Lisa. Họ tự xưng là hổ vàng. Họ đã đi vào để mà họ nói với chị là tạm thời chú Vương Văn Thả đã ổn định, tụi em sẽ bắt đầu đi vào để giải cứu cho chú và đưa chú đi Sóc Trăng, ở một nơi bí mật tại Sóc Trăng, để mà nếu mà tụi nó mà bao vây thì đưa chú Thả đi qua Campuchia để đi qua bên Thái luôn. Thì Lisa mới nói với họ là nếu mà như vậy thì phải là ám hiệu như thế nào, chẳng hạn đi ngang nhà chú Thả hay là cho đứa con nít nó chạy ngang đó nó ca một cái bài vè, tức là ve vẽ vè vẽ nghe vẽ nghe ve nghe vè bụi chuối, hoặc là nghe vẽ nghe ve nghe vè sao hè, để cho ở trong nhà chú Thả
phải nhận được một cái lệnh hoặc là nghe những đứa con nít nó ca như vậy thì biết rằng nghe vẻ nghe ve, tức là ve sầu thoát xác, tức là phải giả bộ ở trong nhà nhưng mà lén đi ra ngoài sau để cho có người bí mật đưa đi. Nhưng mà mọi người, người ta không có làm được. Người ta không làm được là bởi vì chú Vương Văn Thả, ông ta nhất định không đi đâu hết. Và ông ta cũng không muốn gặp bất kỳ một người nào. Ông ta sẽ chết tại nhà. Ông ta không cần sự yểm trợ về bất kỳ điều gì. Vậy thì mọi người chúng ta bây giờ làm như thế nào đây? Bởi vì chú Vương Văn Thả nói cũng đúng. Bởi vì bây giờ nếu một người nào đó lại tự cho là giải cứu, rồi đưa chú đi vô trong rừng, rồi giết chú Vương Văn Thả, rồi vu cáo cho là chúng ta là người chống cộng, chúng ta giết chú Vương Văn Thả cũng không chừng. Bởi vậy mà cho nên ông ta chịu chết ở trong gia đình cùng với mọi người. Thì bây giờ Lisa kêu gọi tất cả những người Phật giáo Hòa Hảo và ở tại An Phú này hãy biểu tình rầm rộ ở trước nhà của chú Vương Văn Thả, không cho an ninh chặn để mà tiếp tế thức ăn được, để mà quay đưa ra thế giới cho nước ngoài người ta nhìn thấy những hình ảnh bà cụ già trẻ em ở trong nhà của chú Vương Văn Thả này đã được bay tới lãnh sự quán của tất cả các lãnh sự quán tại Việt Nam và cũng đã được bay tới nhân quyền. Lisa biết là nó như vậy đó, cho nên hổm rày nó không dám làm cái gì chú Vương Văn Thả. Mặc dù nó có lệnh của viện kiểm sát là nó có thể nó bắt chú Vương Văn Thả này, nhưng mà nó không dám đụng tới chú Vương Văn Thả này. Cho nên Lisa mong rằng tất cả những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tất cả những người mà vấn đề là kêu bằng là người dân ở tại An Giang, ở tại An Phú, hãy nên đồng tâm hiệp lực mà đi biểu tình đến ngay trước cửa nhà của chú Vương Văn Thả, mà phải kéo mạnh tới đó để mà không cho tụi an ninh tới đó đâu. Gần cả triệu người dân, chẳng lẽ thua một hai tên mà vấn đề là công an xã nó chặn trước nhà sao? Chỉ có cách đó thôi. Còn chúng ta lên đây chúng ta thương chú Thả, chúng ta ủng hộ chú Thả mà chúng ta không làm được. Bởi người miền Nam Việt Nam nó như vậy đó, họ thật thà như vậy đó. Hãy coi cái gương đồng tâm hay như thế nào. Họ bắt họ giam những cái thằng chúng ta cảnh sát cơ động như thế nào. Nhưng mà ở miền Nam Việt Nam thì không có cái đầu óc tổ chức. Nó khổ như vậy đó. Cho nên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng như tất cả những cái vấn đề là hội nhân đạo ở thế giới, người ta đang chú trọng vào chú Vương Văn Thả này. Bây giờ ông ta tuyên bố ở tại nhà, mà nếu nó không đem đồ ăn tới hoặc là nó làm nó cấm vận cái kiểu như vậy thì tất cả gia đình của chú Vương Văn Thả sẽ quay clip và sẽ cho mọi người biết. Nếu một ngày nào mà chúng ta không liên lạc được thì chúng ta phải rầm rộ biểu tình để chúng ta vào chúng ta quay những cái cảnh tượng, hoặc chúng ta đi vào chúng ta phỏng vấn xong chúng ta đi ra. Lisa kêu gọi tất cả Phật giáo Hòa Hảo, tất cả người dân ở An Giang, nhất là ở cái An Phú này, phải lôi đầu, phải tới để mà chổi bơm xăng, để mà những này là kêu bằng là lên án những cái con chó nào mà rình rập ở nhà của ông Vương Văn Thả này. Nha. Rồi. Một cái bản tin nữa là Lisa những này là muốn đưa cho mọi người biết là ở tại phi trường Tân Sơn Nhất đó thì một cái người mà ngày xưa đó nó lo 2 tỷ đồng Việt Nam để nó vô nó làm bảo vệ. Rồi bây giờ nó lấy người ta 2 tỷ đồng. Rồi bây giờ thấy người ta vô làm mới có 1 năm thôi, con người ta làm lấy lương chưa được 1 tỷ thì bây giờ đuổi con người ta đi ra khỏi phi trường.
nó tức quá. Cho nên bắt đầu là kêu bằng là hôm qua có những cái tình trạng như các bạn thấy đó, là vấn đề là kêu bằng có sự cố ở phi trường là không gì. Nó chỉ để vấn đề một cái bình ắc quy. Rồi bắt đầu là kêu bằng là nó để một hai cái bình xăng vậy thôi. Để mà nó trả thù. Vậy mà cái đám chó cộng sản đó, nó chạy tùm lum hết trơn để mà nó đi tìm. Đụng ai nó cũng bắt. Mà chị nghe nói có một cái em tên là Đặng Hoàng Thiện. Cái em này rất là hiền. Em thấy được đất nước Việt Nam của mình Tàu cộng vào, rồi nó đập vỉa hè, nó không cho em buôn bán. Em chỉ bán bánh mì cho học sinh thôi à. Mà bây giờ nó không cho em bán, thì em bắt đầu em đi ra em ủng hộ những người biểu tình. Thì bây giờ tự động nó bắt đầu nó đi tới, nghe nói là nó bắt em ta. Mà gia đình của em ta khóc nói chuyện với chị. Em ta cũng có một người cô ở bên đây. Tao nói cho cái lũ chó an ninh điều tra của tụi bay biết, tao nắm được tình hình cả. Tụi bay đi lại nhà của em đăng ký cái hộ khẩu, cái thường trú. Tụi bay đi tới đó, rồi cái bắt đầu tụi bay chó đẻ, tụi bay không tìm gặp được thằng nhỏ. Bắt đầu tụi bay kêu má của nó phải dẫn tụi bay đi lại cái khu nhà trọ để mà bắt nó. Nha, tao còn biết tới như vậy nữa. Tụi bay mà lạng quạng mà tụi bay đánh thằng nhỏ một cái, tao mà biết được rồi là tụi bay chết mẹ tụi bay liền. Tao cho tụi bay biết cái nào là lễ độ. Đây cũng là một bài học cho những người nào mà quá sợ cái chế độ chó đẻ đảng cộng sản. Tự mình dẫn nó lại nhà trọ để bắt con mình. Nó tới nó hỏi đó, tôi không biết. Nó đi chơi, nó đi ăn hùng quệ ai, tôi không biết. Tại sao phải sợ? Tại sao phải dẫn những con chó này mà đi tới nhà trọ để bắt con mình? Nha. Tụi bay đừng có khốn nạn vừa vừa. Ngày xưa đó, nha, nó bắt Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn cũng y rang như vậy đó các bạn. Nó tới nhà, nó biết đàn bà mà, mẹ thương con mà, nó tới nó hù. Nó nói à, mày nha, bà mà bà đi trả lời cho những cái đài ở ngoài tiếng ngoài đó, những cái đài như là Á Châu Tự Do, hoặc là bà khóc lóc, bà kêu gọi mọi người nói rằng là tôi bắt con bà, là con bà không có ngày về, cho nên bây giờ bà phải nên đi lên đây để mà tôi bà trả lời phỏng vấn, là bà phải nói rằng là con của bà nghe lời thế lực thù địch để mà rải truyền đơn kêu gọi Phật giáo nổi lên. Rồi bây giờ bà là người mà kêu bằng muốn từ hai đứa con của bà. Bắt đầu bà nội bà không biết, bà muốn bà bị dụ. Bắt đầu bà lên bà trả lời, bà cầm lo bà nói đã đời, bà không lên tiếp. Ở bên nước ngoài ai gọi về bà không thèm trả lời mẹ gì chứ. Tới chừng có một người bí mật người ta vô nhà, người ta kể cho bà nghe, bắt đầu bà la làng, bà mới chịu trả lời phỏng vấn. Mà cho tới khi mà bà trả lời cuộc phỏng vấn rồi, la làng cho cả thế giới biết rồi, thì con của bà cả thế giới biết, thì bây giờ bắt đầu các bạn thấy rồi, nó không dám làm gì, bắt đầu lên nó chửi bà là con đĩ ngựa mà đi về. Ê, đồ mất dạy, không biết dạy con. Là bây giờ từ đó tới sau là bà đi lên rồi, bà chở bác Hồ vô mặt của mấy thằng điều tra. Bà Châu Thị Hoàng còn ở Việt Nam đó, mẹ của thằng Trương Quốc Tuấn, mẹ của thằng Trương Quốc Quy đó. Bây giờ bà chở cái lờ của bà vô mặt của an ninh điều tra, chứ đó mà hù được mấy bà này. Rồi bắt đầu bà mẹ của Đinh Nguyên Kha cũng vậy. Cho nên Lisa mong rằng tất cả những bậc cha mẹ mà có con em của mình dấn thân vào con đường đấu tranh, đừng bao giờ mà phải run sợ cái lũ chó đẻ này. Nha. Tụi bay không thả cái em Đặng Hoàng Thiện sinh ngày 10 tháng 11 năm 1992 ra, tụi bay sẽ thấy toàn dân sẽ xuống đường, sẽ lật đổ chế độ tụi bay ngay. Nha. Quê quán của em là ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Nơi thường trú là số 9 trên 11, đường số 4, cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chó Đẻ,
Hồ Chí Minh. Tao nắm rõ hồ sơ ở đây cả. Nghe chưa? Tụi bay đừng có mất dạy, tụi bay vừa vừa. Nghe. Thằng nhỏ sanh năm 92, sanh trong chế độ chó đẻ của tụi mày. Tụi bay bán nước cho Tàu. Người ta biểu tình, tụi bay đánh đập thằng nhỏ trong cái dịp biểu tình. Rồi tụi bay thả nó ra. Bây giờ thì nó vẫn tiếp tục nó đấu tranh. Nó vẫn bắt đầu là kêu gọi toàn dân để mà xuống đường. Thì tại sao mà tụi bay lại vấn đề là mất dạy mà đi vô cái địa chỉ này, tụi bay tìm thằng nhỏ không có. Rồi tụi bay ép buộc má của nó, mẹ của nó phải là đi tới nhà trọ của nó để mà bắt nó. Tội nghiệp lắm. Khi mà nó tới nó gõ cửa, thằng nhỏ ở trong biết rồi. Nó chỉ thác một cái câu cho Lisa thôi: chị Lisa ơi, chị cứu em chị ạ. À, em sẽ chết cho dân tộc Việt Nam này. Chị hỏi chuyện gì? Em không mở cửa đâu, bởi vì mẹ của em đã dẫn công an tới để tố bắt em rồi. Câu nói chị dọn dẹn như vậy rồi tự nhiên tắt máy tắt nguồn luôn. Đau lòng không? Tới chừng mà chị gọi dì của nó ở bên Mỹ này, dì của nó gọi về Việt Nam, kể cho chị nghe sạch sẽ hết. Tụi bay đừng có hòng, tất cả nhất cử nhất động của tụi bay ở Việt Nam tao đều nắm trong tay cả. Nha. Đối với người dân bây giờ trên cả triệu 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 người nghe cái nói của Lisa Phạm. Cho nên một ông Vương Văn Thả, một em Đặng Hoàng Thiện này, hoặc là một những người đấu tranh dân chủ nào cũng không làm si nhê gì Lisa đâu. Công cuộc đấu tranh để mà đòi nhân quyền, đòi tự do, tố cáo bè lũ bán nước của tụi bay là Lisa phải làm tới cùng. Chứ tụi bay đừng có bà đặt mà tụi bay hầu mà tụi bay bắt người này, tụi bắt người nọ. Lisa gửi tiếng nói Lisa cho gia đình của em Đặng Hoàng Thiện. Mẹ của em đã dẫn công an đến nhà trọ bắt em thì mẹ của em lại đi thăm nuôi em. Mẹ của em phải cho chị biết tất cả hiện tình sức khỏe của em như thế nào. Em có bị tra tấn, em có bị đánh đập hay không? Hiện giờ em bị tội gì? Nó gán ghép em là cái tội gì? Phải cho Lisa biết để Lisa sẽ tố cáo cho toàn thế giới biết. Cũng như con gái của ông Vương Văn Thạ. Bởi vì những người đưa tin cho Lisa chỉ cần sai thôi. Lisa vừa up chương trình ngày hôm qua thì có người vô cho Lisa ba số phone của con gái ông Vương Văn Thạ. Nói là ông Vương Văn Thạ vẫn chưa được giải vây đi tới nơi an toàn. Cho nên các bạn mà đưa những cái tin tức mà sai sự thật chỉ trong vòng một giây phút là Lisa biết ngay là tin đó là tin xạo. Có một số người vô và đặt lợi dụng chửi Lisa: a mày đưa tin dịch này kia kia nữa. Lisa ở nửa chân trời. Lisa hoàn toàn không biết sự việc xảy ra ở trong nước Việt Nam. Nhờ cho thế giới hiện đại kết nối internet giống như là nối vòng tay. Cho nên người ta đưa những tin tức cho Lisa. Tuy nhiên, người ta đưa những tin tức, có những tin tức sự thật, có những tin tức không sự thật. Cho nên các bạn chỉ là khán giả để mà ngồi, để mà nghe, cũng giống như Lisa. Cho nên khi Lisa đưa cái tin đó, nếu không có sự thật, Lisa sẽ lên chương trình ngày hôm sau để đính chính giống như hôm nay cho mọi người hiểu rõ. Chỉ có những kẻ cộng sản, chỉ có những thằng khốn nạn mới lợi dụng vào mà giả bộ nó đang Lisa đưa tin nhảm, à bà đưa tin dịch, dịch thua cái lũ đảng đế của tụi bay. Nghe, nghe chưa? Dịch thua cái đảng đế của tụi bay. Bây giờ ông Vương Văn Thả đang nằm trong cái tình trạng là ở trong nhà không có đồ ăn, không có nước uống, và cùng với bao nhiêu người tật nguyền, trẻ em, bà cụ già, cả thế giới đều biết. Và ông ta cũng không đi đâu, ông ta ở tại nơi nhà của ông. Vậy thì Lisa đưa tiếng nói của mình sự thật, ngày hôm nay ông ta còn đang ở nhà ông ta, thì toàn dân ở tại An Phú, toàn dân ở Việt Nam
toàn dân ở cả nước, tất cả cộng đồng hải ngoại ở trên toàn quốc hãy nên chú trọng vào gia đình của ông Vương Văn Thạc. Vậy thì người dân An Phú hãy xuống đường rầm rầm rộ rộ cho Lisa, và mọi người xuống đường biểu tình phản đối giết người để mà đem đồ ăn vô để trong nhà của ông Vương Văn Thạc. Con đã làm gì? Các bạn làm đi. Lisa đã nói rồi đó. Lisa, các bạn ở Việt Nam làm đi. Nếu chúng nó tới đàn áp thì các bạn tự vệ bằng cách là dùng bơm xăng để mà chổi, để mà khống chế những cái kẻ này. Còn kẻ nào mà hung ăn thì dân làng trói lại, giống ở Đồng Tâm, bắt trói lại. Các bạn làm được không? Toàn dân Việt Nam làm được không? Đó. Bây giờ rõ ràng ông Vương Văn Thả không chịu đi đâu cả. Ông Vương Văn Thả thà chết ở trong nhà. Tao đố Đảng Cộng sản Việt Nam tao bay tràn vô để mà giết ông. Và những người như vậy, người ta không còn sợ cái chết nữa. Tụi bay có bắt vào tù, tụi bay cũng coi chừng người ta cảm tử ở trong tù luôn. Cướp súng để mà tự sát, bắn chết mẹ trong tù luôn. Phá ngục tù luôn. Cho nên đến giây phút này, đến thời buổi này, toàn dân Việt Nam phải mạnh mẽ đứng lên. Hãy làm một cái cuộc cách mạng lớn ở tại An Giang cho Lisa, để trả lời cho ông ngoại Ba Đình biết rằng đừng có coi thường người dân ở tại miền Nam. Miền Bắc người ta làm được thì miền Nam phải làm được. Miền Bắc ở Đồng Tâm bắt nhốt bao nhiêu con chó cảnh sát cơ động thả ra tụi bay không truy cứu trách nhiệm thì ở miền Nam cũng sẽ làm được như vậy. Các bạn thấy nó ngang ngược không? Người dân chỉ có bắt tạm thời giam lỏng những thằng cảnh sát cơ động thôi, người của nó thôi, mà nó nhảy cẳng, nó sợ. Nó phải vấn đề là chiêu dụ. Đây là chiêu dụ thôi chứ không phải là thật đâu. Nó chiêu dụ là nó không truy cứu trách nhiệm, nhưng mà từ từ nó điều tra âm thầm để mà nó bắt từ người cho các bạn coi. Bởi vì cái cuộc nổi dậy ở Thái Bình năm 1997 là một bài học xương máu cho toàn dân Việt Nam mà các bạn không biết. Bởi năm 1997 không có truyền thông đại chúng. Cho nên hy vọng rằng qua cái câu chuyện mà sắp tới đây Lisa kể cho bà con Đồng Tâm nói riêng, cũng như tất cả bà con dân tộc Việt Nam nói chung mà chuẩn bị tinh thần. Những cái trò lật lẫm của đảng địa, đảng cộng sản. Nha. Cho nên hy vọng rằng bà con Đồng Tâm hãy nhìn lại những kinh nghiệm hải hùng từ cuộc nổi dậy của bà con ở tại Thái Bình, để rút ra kinh nghiệm phần nào để mà tiếp tục cuộc chiến đấu, để mà giữ đất, để mà giữ người. Vào cái năm 1997, cuộc đấu tranh của nông dân ở Thái Bình bắt đầu nổi dậy. Nổi dậy là bởi vì họ chống tham nhũng của những thằng quan lại ở địa phương. Họ chống cướp đất đã xảy ra ở trong tỉnh, mà gia đình nào có ước đất cả là đều bị cướp trắng trợn cả. Nó xảy ra vào cuối năm 1997. Lúc xảy ra cuộc nổi dậy, Đảng Cộng sản Việt Nam rất là run sợ. Nó bắt đầu, nó chuẩn bị, nó bắt những cái nhà đấu tranh ở trong nước. Điển hình là những cựu chiến binh mà chống đảng. Điển hình là ông Trần Độ và bà Dương Thu Hương đã bị công an Hà Nội giám sát một cách chặt chẽ, từng ly từng tí một. Bởi vì quê của bà Dương Thu Hương và ông Trần Độ là quê quán ở Thái Bình, cho nên đảng địa nó nghi ngờ là trung tướng Trần Độ và nhà văn Dương Thu Hương này là có liên quan với những cái nhóm cựu chiến binh ở Thái Bình. Cho nên nó muốn cho người bắn và ám sát ông Trần Độ mà không được. Bởi vì lúc đó thân thế của Trần Độ rất là mạnh.
Bà Dương Thu Hương lúc đó cũng là chống chế độ gắt gao mà cả thế giới đều biết. Nhưng mà nó nghi ngờ, nó như Tào Tháo, nó nghi ngờ cuộc nổi dậy ở Thái Bình là ông Trần Độ và bà Dương Thu Hương tổ chức. Nhưng mà thật sự ra ông Trần Độ và bà Dương Thu Hương có biết mẹ gì? Không biết là tại vì do người dân bị mất đất, cho nên toàn dân người ta đồng lòng ở tại Thái Bình, người ta nổi dậy, người ta đòi tự trị, tức là đập chết mẹ mấy thằng chó đẻ công an. Đi, tao không cần công an xã, công an gì hết cả. Tao không cần ủy ban. Người dân vẫn đoàn kết với nhau ở một cái xã Thái Bình để mà người ta sinh sống. Lúc đó là không cần, mà vấn đề là kêu bằng là không cần chính quyền nữa. Cho đến mãi sau này, sau khi nó điều tra rõ ràng, nó biết được là toàn dân Thái Bình nổi dậy, chứ không có bà dân Dương Thu Hương, không có một ông cựu chiến binh, không có ông Trần Độ mà đứng sau để mà kích động người dân để mà nổi dậy cả. Bởi vì một số người lên Hà Nội đi tìm con cái của họ, và họ đã gặp nhà văn Dương Thu Hương, họ đã kể lại cho nhà văn Tư Dương Thu Hương nghe. Qua lời kể của họ cho biết là những người này, chúng tôi biết được rằng khi xảy ra sự việc, hàng chục ngàn nông dân ở Thái Bình đã đứng lên đòi lại những khoản tiền bị bọn quan lại địa phương chấn lột. Thì lúc đó các nhà báo ở bên hải ngoại từ Hà Nội đã đổ về Thái Bình. Công an ở tại Thái Bình nó phối hợp với công an ở Hà Nội, nó đã làm mọi biện pháp để ngăn chặn tất cả những phóng viên ở nước ngoài cũng như ở Hà Nội đi vào. Các bạn biết cái biện pháp của công an nó bắt đầu ngăn chặn bằng cách nào không? Bằng cách là nó chặn hết những cái nhà báo, và nó nói rằng mời các nhà báo đi vào để uống trà, tức là nó giam lỏng đó. Bắt đầu nó mặc đồ lịch sự, nó kêu tất cả những nhà báo này đi vào, rồi xong rồi nó mời đi mà ăn ở khách sạn. Nó ăn uống xong rồi bắt đầu nó đưa những cô gái đẹp để mà chiêu dụ những anh chàng phóng viên nhà báo mà bắt đầu chuẩn bị đi vào Thái Bình để mà ghi phóng sự. Rồi, đây là cái kế quản binh của đảng đế, của công an. Cho nên cái kế quản binh nhằm mục đích là mua thời gian. Mà nó làm như vậy cho tới 1 tuần, cho tới 2 tuần, cho tới 3 tuần. Rồi nó diện lý do là bây giờ ở Thái Bình đang vấn đề là rất là lộn xộn, mà nhận được lệnh của Trung ương, cho nên không ai được phép vào đây cả, khiến cho các nhà báo ở ngoại quốc bắt đầu họ nản. Họ bỏ sang Hồng Kông, họ sang Bangkok để mà họ chờ săn tin tức ở tại Thái Bình. Ngay cả báo chí ở trong nước cũng không được vào cái khu vực Thái Bình năm 1997. Thì các bạn biết cái chế độ khốn nạn đảng đỉ nó như thế nào. Nó khốn nạn như vậy đó. Nó mất dạy như vậy đó. Rồi những cái nhà báo ở nước ngoài đó, người ta bắt đầu rời khỏi Việt Nam. Đảng đỉ bắt đầu nó vỗ tay, nó cười. Nó cho đó là một bước thắng lợi đầu tiên của nhà cầm quyền Việt Nam, khi mà các nhà báo đã quay lưng và bắt đầu họ nản, họ đi ra. Rồi dư luận thế giới thì không ai biết gì về Thái Bình. Những ống kính của giới truyền thông đã chỉ sang góc khác của thế giới. Lúc đó là ở tại Bosnia chẳng hạn, hoặc là ở tại Afghanistan là A Phú Hạng đó. Bắt đầu báo chí bắt đầu nó đi ra ngoài nước ngoài, nó không đưa tin nó tại Thái Bình. Thì lúc đó nhà nước đã ra lệnh bắt tất cả những người cầm đầu cuộc nổi dậy ở tại Thái Bình. Bởi vì mỗi một xã có một vài người cầm đầu, cho nên nó âm thầm, nó len lỏi, nó đi vào để mà nó bắt những người cầm đầu. Cộng sản luôn luôn nó chơi cái chiêu này. Cho nên những vụ bắt giữ đó đã tiến hành trong bóng tối, tức là ban đêm. Nó âm thầm tới, nó gõ cửa để nó mời đi làm việc, và nó bắt không có ngày trở về.
không có một cái lĩnh lạc nào cả, không có một cái lĩnh gì cả, chỉ có lĩnh miệng mà thôi. Rồi lực lượng bắt giữ người được điều từ ở tỉnh này sang tỉnh khác để mà đi vào đó bắt người. Bắt nhiều đến nỗi là gần trên 10.000 người ở tại Thái Bình. Các bạn nghĩ đi. Nó bắt trên 10.000 người ở tại Thái Bình cầm đầu để đứng lên biểu tình. Thì các bạn biết trong 10.000 người này là kêu bằng là cầm đầu và kêu gọi toàn dân ở Thái Bình đứng lên biểu tình. Ít nhất con số là phải trên cả 100.000 người ở tại Thái Bình. Bởi vì 10.000 người lãnh đạo là ít nhất là cuộc biểu tình này là phải có trên 100.000 người nổi dậy. Cho nên công an ở Thái Bình đều tê liệt hết. Bởi vì người dân đứng lên quá đông, nó không làm gì được cả. Cho nên nó chơi cái màn mà nó xé lẻ ra như vậy, nó khốn nạn như vậy đó, nó mất dạy như vậy đó. Thậm chí nó bắt những cái người cầm đầu, nó đưa đi tới những trại giam nào mà chính gia đình của họ cũng không biết đích xác là nó đưa đi đâu. Tới hỏi nó nói là nó chưa biết đi đâu cả, nhận được lệnh cấp trên, nó không cho biết được. Gia đình nộp đơn kiện thì công an chỉ những trại tù rất là khác nhau. Thí dụ như họ nói là người này đã được đưa vào Sài Gòn, đưa vào thành phố Hồ Chí Minh, người kia từ Thái Bình đã đưa đi Quảng Ninh, người nọ đã đưa đi Nghệ An. Nó giả bộ nó làm cho xa như vậy để người dân ở Thái Bình nghèo khổ, không có tiền để mà đi thăm nuôi. Lên hỏi nó, vô hỏi nó là cái nói trời ơi, cái này là lệnh nó cấp trên, tôi đâu có biết đâu. Cho nên cái tên này đó thì tôi biết là chắc là bây giờ đang đưa vô trong Z30D ở trong miền Nam cơ. Mà người ta là sanh ở Thái Bình, gia đình nghèo khổ thì làm sao mà người ta đi vô tới trong miền Nam Z30D để mà đi thăm nuôi gia đình người ta được. Nó khốn nạn ở cái chỗ đó đó. Cho nên gia đình nộp đơn kiện thì công an chỉ những cái trại tù rất là khác nhau. Thí dụ như họ giam con người ta ở Quảng Ninh thì họ chỉ cho thân nhân là phải đi vào Nghệ An để mà tìm. Họ giam con người ta ở Thanh Hóa thì họ chỉ đi lên trên Vĩnh Phú mà tìm. Họ giam con người ta ở Vĩnh Phú thì họ chỉ cho người ta phải đi vào tận Đắk Lắk để mà tìm. Thậm chí họ giam con người ta ở ngay tại Thái Bình thì họ chỉ đi vô trong Đồng Tháp 10 của miền Nam để mà tìm. Cứ như thế mà nó đài cho những người nông dân ở Thái Bình nghèo khổ, ngu ngơ này, không biết đường xá này, thì kể như không đi tìm thân nhân, vài lần là hết tiền, cho nên đành phải bỏ cuộc đi về. Mà cái điều khốn nạn hơn nữa là nó đánh vào tâm lý của những người dân ở tại Thái Bình, là người ta đoàn kết. Cho nên nó giả bộ nó chỉ vô miền Nam để những người thân nhân đi vào miền Nam để mà thăm nuôi, tìm người, để mà thăm người thân của mình. Thì nó ở bên ngoài, nó vô nó cưỡng chế, nó lấy đất sạch sẽ. Khi mà từ trong miền Nam đi ra thì khu đất của mình đã bị nó cưỡng chế. Thậm chí nó người cha mà trốn ở đâu hoặc là ở nhà người quen thì nó ép buộc là người con phải dẫn nó đi tới để mà bắt người cha đó. Hoặc là con mà trốn ở nhà trọ hay ở đâu thì nó ép buộc cha mẹ phải dẫn đi để mà nó tới đó nó bắt. Bởi vì nó biết là gia đình sẽ liên lạc, không bao giờ bỏ con. Giống tình trạng của em Đặng Hoàng Thiện mà Lisa mới nói vậy đó. Tức là nó bắt mẹ ruột phải dẫn nó đi đến để mà tố cáo để bắt con của mình. Cái chế độ nó khốn nạn như vậy đó. Nó khốn nạn như vậy đó. Lisa hôm nay Lisa rất là buồn, Lisa đau lắm. Một người mẹ mang nặng đẻ đau, không thể nào không thương con được. Mà bây giờ nó chơi một cái màn để cho người con phải khóc, phải đau không biết nói cái gì. Bởi vì chính mẹ của mình, nó cứ nghĩ rằng là mẹ mình là người tốt để mà tới bắt mình. Chứ nó không biết rằng là người mẹ tội nghiệp này, ngu ngơ này, sợ sệt này đã bị một cái lũ sói nó bắt buộc, nó ép buộc phải đi
dẫn tới nhà trọ để bắt con mình. Các bạn thấy cái độc của chế độ chưa? Các bạn thấy cái ác của chế độ chưa? Nó như vậy đó. Gái mẹ tôi bay không dám đăng báo lên hả? Tôi bay sợ rồi hả? Gái mẹ tôi bay. Tao dưới tay tao có triệu triệu người dân Việt Nam nghe. Tao sẽ lên chương trình khai dân trí, tao kể tội ác của tôi bay. Tôi bay khôn hồn, tôi bay phải thả ra ngay. Tôi bay cấm cô lập gia đình của ông Vương Văn Thả. Tôi bay thả em những lời là cái bằng đảng hoàng thiện. Tôi bay thả mẹ nó. Tôi bay thả anh luật sư Nguyễn Văn Đài. Những người con mà của con dân nước Việt mà yêu đất nước Việt Nam, họ không có tội. Đập chó, lũ súc vật, đáng đế. Rồi bắt đầu khi mà nó bắt những cái người này vào trong cái trại tù thì nó mới coi cái mặt thằng nào mà gà mái, mà nhớ vợ, hoặc là chưa có đi tù lần nào, thì nó bắt đầu nó ra lệnh, nó kêu đi lên đây để nó mốt mồi, để mà nó dụ, nó nói bây giờ muốn lập công với công an không? Bây giờ thành thật khai báo đi để nhận được sự khoan hồng. Tức là bắt đầu là kêu bằng là phải phải tìm cách mà để mà gây sự với những cái nông dân, với những ông cựu chiến binh này. Khi mà những người dân quan mà bị mất đất ở Thái Bình á, nó bắt nó giam vô trong tù hành sự rồi đó. Bắt đầu nó kêu những cái thằng tù hành sự lên, nó nói nên nay mày có muốn được nhận cái sự khoan hồng đi về sớm không? Nó nói muốn. Nó nói bây giờ mày vô trong cái phòng đó đó, tao bắt nhốt mấy cái thằng cựu chiến binh, mấy cái thằng mà mất dạy mà đứng lên chống đảng, mà đòi vấn đề là tự trị ở tại Thái Bình đó. Mày giả bộ vô mày kiếm chuyện với nó cho tao, để mà mày quách nó, mày đập nó. Sau này những ông già cựu chiến binh thả về, tao nói bị khùng hết trơn, bị mấy cái thằng giang hồ nó lên gói trắng trọ, tức là không gì trơn á. Vô cái giáo bộ đụng cái, ê đĩ mẹ mày làm như mày đụng tao mày, ê mày nói chuyện đàng hoàng nghe, bắt đầu giả cái bóp liền. Rồi cái đó giáo bộ nó nằm hỏi cái đó lọ đụng cái giò cái, ê mày có biết lọt không, mày tự nhiên mày đụng cái giò của ông nội mày, ông nội mày là đại ca, lên đây biểu mày. Mà nó cứ như vậy mà nó đập người ta. Nó khốn nạn như vậy đó. Cái lũ giang hồ thì có biết con mẹ gì ham để mà được nhận sự khoan hồng để đi về đời sớm. Cho nên vô quánh những cái ông cựu chiến binh, quánh những cái người nông dân mà người ta đứng lên, người ta giành đất, người ta bảo vệ đất, mà nó đưa vô trong tù, nó làm cái màn chó má như vậy đó. Đó. Rồi những cái thằng mà đầu trâu mặt ngựa mà đại bàng mà ác nhất đó, bắt đầu vô tìm cách gây sự với những ông nông dân này, đặc biệt là quách những ông cựu chiến binh cầm đầu nổi dậy. Rồi khốn nạn tới mức độ mà cho ăn cơm tụi nó phải cho nhịn đói, bởi vì nó nhận lệnh của quản giáo, cho nên nó để nhắn cơm nó không có cho ăn. Có một số người chịu không nổi tức quá phải bị bệnh và chết ở trong tù. Những cái thằng tù hành xử nó nhận được lệnh là tụi bay quánh chết thì đem ra chôn, cho nên ban đêm ổng ngủ nó dùng cái cây đũa nó đóng vào lỗ tai của những ông cựu chiến binh hoặc những người mà vấn đề là kêu bằng là giỏi, giống như Lisa, giống như anh Quỳnh Quốc Huy, ông Vương Văn Thả vậy đó. Bắt đầu nó cho những cái thằng giang hồ đó đá người ta, hoặc là lấy đũa ban đêm ngủ đó, lấy đũa để cho lỗ tai để mà giọng vô để mà cho chết, hoặc là nó nấu quả tóc đó, tức là cao su đó với bọc ni lông đó, mà người ta ví dụ như là ở trong tù nó đâu có cho đem tô chén ở gia đình, cho nên kho thịt xong rồi để trong cái bọc ni lông đó, rồi gửi vô nó lấy cái bọc ni lông đó đó, bắt đầu nó đốt, nó ụp vô mặt của người ta cho người ta chết. Nó khốn nạn như vậy đó. Nó đợi cho người ta ngủ rồi nó làm. Cho nên nạn nhân ở tại Thái Bình, những ông cựu chiến binh chết ngay tức khắc. Mà cái điều quái quâm khi chết rồi, nó không cho thân nhân gia đình biết,
nó chôn ở một nơi nào đó gần một năm sau, nó mới báo với gia đình ở Thái Bình là người đó đã bị chết ở trong tù rồi và đã bị chôn rồi. Không thể kêu một tiếng trời được. Chính thân nhân của những người chết ở trong tù đã kể lại cho bà nhà văn Dương Thu Hương là người của Cộng sản trước 75 đó. Nó tàn bạo như vậy đó các bạn à. Cho nên người dân ở Đồng Tâm chuẩn bị đi. Coi chừng cái mạng của những thằng nào mà tổ chức đó. Bây giờ trong bộ chính trị nó đang tìm coi có thằng nào mà ở trong bộ chính trị mà âm thầm giật dây cho Đồng Tâm này đứng lên để mà bắt người phải ký tên tuổi để mà giam người của nó không? Và nó lấy cái cớ là Đồng Tâm để mà nó thanh trừng lẫn nhau những cái phe đảng ở trong bộ chính trị. Lisa nhận được cái tin là như vậy nha. Đó là một cuộc tàn sát trong bóng tối một cách hèn hạ và cực kỳ, mà kêu bằng thủ đoạn cực kỳ điểu cát của cái lũ đảng Cộng sản Việt Nam. Những đao phủ số 1 ở trên đời, ở những xã hội Hồi giáo, cũng không bao giờ suy nghĩ ra hình thức mà thủ tiêu dã man như vậy. Cho nên một vài năm sau vụ thảm sát này, cha mẹ các nạn nhân từ Thái Bình đã lên Hà Nội tập trung ở tại số 15 Trần Bình Trọng, tức là trụ sở của Bộ Nội vụ, đã khiếu kiện và kể cho mọi người nghe. Nhưng không có một ai, không có một người nào mà tiếp họ cả. Cho tới bây giờ, chúng nó đàn áp thẳng tay, không làm được gì cả. Chúng nó cứ để cho họ đói lả ra và chỉ cho mỗi người có một ổ bánh mì giá có 1.000 đồng Việt Nam thôi, tức là chưa tới một sen ở bánh mì. Sau đó nó xúc tất cả những người này lên xe quân đội, chở đến những cái nơi cánh đồng, rồi nó thả họ ở đó để cho những thân nhân mà người ta đi khiếu kiện vụ mà người thân của họ chết oan ức như vậy phải đi bộ ở những cái cánh đồng hoặc là đi làm thuê để mà lấy được số tiền để mà có xe để mà đi về lại Thái Bình. Hoặc là những người ta đi ra ngoài đường, người ta khóc, người ta xin xe để mà người ta xin có gian để mà người ta đi về Thái Bình. Và cho tới bây giờ Thái Bình đã lặng lẽ. Các bạn đâu có biết được cái sự kiện ở Thái Bình. Các bạn là những người xanh xao đẻ muộn. Vụ mà người dân đứng lên ở tại Thái Bình nó còn hơn ở tại Đồng Tâm gấp 10 lần. Mà cái thủ đoạn tàn bạo của nó giết người ở tại Thái Bình cũng là kêu bằng là không có bút mực nào mà để kể cả, kể xiết cả. Cho nên những người dân nào ở tại Thái Bình, những con em nào ở tại Thái Bình mà đã bị chết, hãy nên đưa danh sách cho Lisa. Lisa sẽ thống kê toàn bộ những người nào mà có công trong cuộc nổi dậy ở Thái Bình và những người nào mà đã chết ở trong nhà tù của đảng đi, phải cho Lisa biết. Bởi vì lịch sử sẽ được sang trang, Lisa sẽ đọc từng tên, từng tên, từng tên, từng tên, từng tên một, bắt ở đâu chết như thế nào nha. Cho nên chúng nó làm như thế để khiến cho nông dân ở tại Thái Bình cạn hết tiền, mỏi mệt kiệt sức, và rốt cuộc khiếu kiện của họ không hề được giải quyết. Cuối cùng người dân chỉ còn biết giữ nỗi căm hờn ở trong lòng mà thôi. Cho nên dân Thái Bình bây giờ họ rất là căm thù cái chế độ đảng Cộng sản này. Chứ các bạn đừng nghĩ rằng nó im im như vậy mà nó qua đâu. Đó là chỉ ở tại Thái Bình thôi. Lisa còn biết ở tại Tây Nguyên, tức là cộng đồng của người thượng, người dân tộc thiểu số, nó tàn sát và nó bắt đi vào năm 2001. Con số lên tới trên 5.000 tới 10.000 người. Ở tại Tây Nguyên, Cao Nguyên đó. Ở tại Tây Nguyên đó, ở Buôn Mê Thuột đó, ở tỉnh Đắk Lắk đó. Tụi bay thấy tao hay không? Tụi bay thấy tao biết rành hết trơn à.
nha. Cho nên bà Dương Thu Hương bà nói với thế giới biết rằng, bà nói tôi cho rằng đó là một vụ thiên an môn thứ hai kinh tởm nhất, và đó là một trong những lý do khiến cho bà nhà văn Dương Thu Hương này gọi cái lũ cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái lũ dồi bỏ, là một cái lũ ác độc, là một cái lũ quỷ, là một cái lũ xối lang. Cho nên bà Dương Thu Hương bà nói rồi, bà nói cái đảng chúng nó là một cái đảng dồi bỏ về mặt nhân cách, cái đảng chúng nó là cái đảng mà rắn độc, cái đảng cộng sản của chúng nó là một cái đảng cực kỳ độc ác, và cái đảng cộng sản của nó là một cái đảng cực kỳ xảo quyệt. Khi mà chúng nó làm như thế, chúng nó đã đẩy người khác vào cái thế bất dung đối với chúng nó. Và đương nhiên thế giới không ai biết được nó giết người như vậy. Sau vụ đàn áp đầm máu ở Thái Bình, nó giết đi bao nhiêu người dân ở tại Thái Bình, thì bà Dương Thu Hương đã nói với ông Trần Độ rằng nếu trước vụ đó tôi còn chút gì nghĩ cho chúng nó là người, thì sau vụ này tôi nghĩ chúng nó hoàn toàn là dồi bò, hoàn toàn là một lũ đao phủ kinh tởm nhất, và không thể nào tôi nhân nhượng với chúng nó được. Cho nên người dân ở tại Đồng Tâm hãy nghe câu chuyện của Lisa kể là một nhân chứng sống, tức là bà nhà văn Dương Thu Hương. Thời gian thì nó đang có hạn, Lisa chưa kể tới cái cuộc mà đẫm máu, nó dùng quân đội, tức là người Kinh, để mà tàn sát, để mà bắn đạn vô trong nhà của những người dân tộc thiểu số, người Thượng vào năm 2001. Cho nên các bạn ở Việt Nam ngày hôm nay, từ Bắc chí Nam, đều là nạn nhân của Đảng Cộng sản, đều là nạn nhân của Đảng Đị. Và Lisa khẳng định rằng Đảng Cộng sản phải được thay thế, Đảng Cộng sản phải bị lật đổ, Đảng Cộng sản không thể tồn tại ở trên đất nước Việt Nam được. Các bạn thấy bây giờ trong tài khoản của người ta tự nhiên bây giờ chạy qua tài khoản của Tàu Cộng sạch sẽ. Bây giờ nó bắt hết tất cả những giám đốc, bắt hết những người giám đốc của ngân hàng. Mục tiêu là nó đưa những thằng Tàu Cộng qua để thế chân vào các ngân hàng. Và tài khoản ai để trong ngân hàng là đều chạy vào tài khoản của người Tàu Cộng cả, bởi nó làm trong ngân hàng tha hồ nó đòi. Cho nên toàn dân Việt Nam phải khẳng khái đứng lên. Nếu ai đi thăm con mình trong những trại tù cộng sản, hãy nên truyền những lời nói của Lisa, kêu gọi họ phải đành, phải tổng đứng lên, phải kháng lại bảo quyền. Nhà tù nào mà đánh đập, nhà tù nào mà ăn chặn, làm cho đói, thì phải vùng dậy, để mà tất cả những người triệu người như một, chúng ta phải đồng tâm, phải hợp lực, để mà chúng ta nội công và ngoại kích, để mà cứu lấy dân tộc Việt Nam. Còn nếu mọi người không can đảm đứng lên, không phá ngục tù, không phá xiềng xích, thì các bạn chính là các bạn bị xiềng, bị xích. Các bạn là những người đang ở trong nhà tù lớn, tức là ở trong xã hội Việt Nam, chứ các bạn không có tự do đâu. Còn cái nhà tù nhỏ, đó là một cái địa ngục A Tỳ. Cho nên Lisa mong rằng những thân nhân nào có con em mình ở trong tù, không cần biết là giang hồ, là tục tử, là người như thế nào, cũng phải cùng nhau cứu nước Việt Nam. Bởi vì Lisa cho rằng xã hội bần cùng mới sanh ra đạo tặc. Cha mẹ sanh ra, xã hội sanh ra, không ai đi cướp giật, không ai phải làm những cái điều như vậy. Bởi xã hội không còn gì để sống, bởi chế độ độc tài của đảng quá độc, quá ác, cho nên họ phải đi làm một cái nghề như vậy. Cho nên đối với Lisa, Lisa mong rằng mỗi người phải nghe lời nói của Lisa mà cùng nhau để mà đứng lên, để mà cứu lấy bản thân mình và cứu lấy toàn dân Việt Nam thoát khỏi bàn tay mà của Tàu Cộng,
thoát khỏi bàn tay độc ác của chế độ độc tài Đảng Cộng sản Việt Nam. Chị ơi hết giờ rồi. Ừ, ok. Chương trình có hạn. Tóm lại ngày hôm nay, Lisa muốn nói lên cái tội ác của Đảng Cộng sản đối với dân tộc, đối với người dân ở tại Thái Bình. Và Lisa lên án sự mà vấn đề là kêu bằng là tàn bạo đối với ông Vương Văn Thạ. Và cái sự chó má mà đã bắt mẹ ruột phải dẫn tụi nó lại để mà bắt con ruột của họ đi, đó là em Đặng Hoàng Thiện. Lisa theo dõi sát sao. Tiếng nói của Lisa sẽ đến tai của bà mẹ của em Đặng Hoàng Thiện. Bởi vì Lisa nhận được người gì của em Thiện ở bên Mỹ này đã nói cho Lisa nghe là bà mẹ của em Thiện không biết ở trên cái Facebook này, không biết một cái gì Internet cả. Bởi cho nên Lisa mong rằng Lisa sẽ nhận được những cái tin tức ở trong nước Việt Nam thật là nhiều để Lisa kịp thời lên án ngay. Chỉ cần một người nào mà bị đánh chết, bị giết chết là không thể nào mà chết một cách âm thầm được. Lisa sẽ nguyện đem tên tuổi của các bạn để nói cho cả thế giới biết. Bất cứ tù hành sự hay tù chính trị hay là tù kinh tế mà bị ngược đãi, bị đánh đập, bị bỏ đói, bị nhục hình ở trong tù đều nói cho Lisa nghe để Lisa phát lên và mong tất cả những hội đoàn, tất cả những tổ chức ân xá quốc tế, tất cả những nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và các lãnh sự quán ở tại Việt Nam đặc biệt phải quan tâm tới trường hợp của những người dân Việt Nam trong thời buổi này. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí ngày mai vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam và 8 giờ sáng giờ New York. Thân ái chào quý vị và các bạn. Bye bye.